gì với xe của Mỹ ha. Nhưng mà đây là ở trong cái điều kiện cho phép thì mình có thể làm cái video này về chiếc xe. Xe này nó thuộc loại là xe Malibu Chevrolet ha các bạn ha. Đây là biểu tượng của Chevrolet. Thì Chevrolet Malibu bốn cửa. Thì như các bạn thấy là nó là màu đỏ ha. Thì phía ở bên trong cái nút của nó thì mình quay sơ cho các bạn xem. Đây là phía bên tài xế ngồi. Và phía bên tay phải này các bạn, ngay chính giữa này cái cần park PRNGL ha. Đó. Thì cái engine của nó là gì? Này phía bên này. Mình đã mở cái engine của nó lên này. Xe này không có cần chìa khóa nha các bạn. Thì cái nút engine này các bạn, này không có cần chìa khóa ha. Thì một chân á, thì các bạn sẽ đạp cái phần thắng brake, và cái tay ngón tay thì các bạn sẽ nhấn cái nút engine này nè. Đó. Thì cái máy xe nó sẽ hiện lên như vậy. Các bạn thấy không? Cái máy xe nó sẽ hiện lên như vậy. Các bạn thấy không? Và khi muốn tắt thì mình chỉ nhấn cái nút engine stop. Nút engine ở đây nó stop nè các bạn. Và cái chân thì nhả thẳng ra. Đó là cái cách để khởi động chiếc xe và tắt cái nguồn máy của nó nha các bạn ha.